phải chi chúng tôi đưa bạn về chùa sớm thì chắc chắn bạn sẽ không xảy ra cái sự cố như vậy. Đó chính là cái trăn trở của chúng tôi, cũng như là cái nỗi bất an của chúng tôi. Cho nên trong 2 năm qua chúng tôi cố gắng làm sao nói với tất cả các sư cô trong chùa, làm sao chúng ta không để sót được những bạn nào mà khi đang cầu cứu thì chúng ta phải giang tay dù cho đêm sớm hôm khuya khoắt. Hẳn trong số chúng ta không ai quên trận động đất sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại vùng Đông Bắc Nhật Bản. Nỗi kinh hoàng, lo âu bao trùm toàn nước Nhật và đem lại sự hoang mang cho cả thế giới. Trong đó, nhiều người dân Việt Nam sinh sống trong khu vực cũng chịu nhiều ảnh hưởng, không còn nhà để về, không có nơi để đi. Khi đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng với Sư Cô Tâm Trí đã đón 84 công dân của chúng ta từ tâm hoạn nạn về nghỉ ngơi trong chùa, ổn định tinh thần và cuộc sống. Khi đó, nhà chùa kết hợp với Đại sứ quán mở ra 3 chuyến xe bus để đưa công dân của chúng ta từ vùng Đông Bắc lên trên Tokyo về ăn ở nghỉ ngơi. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2011, các bạn được trấn an tinh thần, rồi được nghỉ ngơi, rồi được sinh hoạt tại chùa đúng 1 tháng. Lúc bây giờ chúng tôi vẫn còn nhớ là bản thân chúng tôi chỉ có 2 kg gạo với lại là mấy cơm vắt ở trong tủ đông lạnh, thì đem ra rã đông rồi nấu một nồi cháo cùng với 84 công dân của chúng ta. Thì lúc đó mình vẫn còn nhớ rất là rõ, người Việt Nam của chúng ta khi mà gặp cái hoàn cảnh khổ đau, gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, lúc nào cũng có một cái tấm lòng chia sẻ, nhường nhịn lẫn nhau. Sư Cô Tâm Trí cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Visa, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng, và chỉ sau 2 ngày, bánh mì, mì gói, gạo thóc từ khắp nơi gửi về để hỗ trợ những người con đất Việt gặp hoạn nạn đang trú lại trong chùa. Mái chùa khi đó trở thành mái nhà, người xa lạ trở thành những anh chị em một nhà, cùng nhau nấu cơm, chia sẻ ngọt bùi, chăm sóc lẫn nhau bằng những việc làm đơn giản nhất. Tất cả đều được kết nối bởi những yêu thương lan tỏa từ người mẹ hiền Tâm Trí. Bây giờ bốc một nắm tầm tầm như thế này. Được chưa? Mẹ chát từ đầu cuối cho anh. Chát như kiểu chát muối, chát gà đấy. Cho nó đều. Cũng từ đó, mọi người biết đến có sư cô người Việt đang hoạt động tại một ngôi chùa Nhật Bản. Người Việt tìm đến sư cô ngày càng đông. Và đó cũng chính là động lực để sư cô cùng các tăng ni Phật tử mở ra 4 đạo tràng tại các địa phương để mọi người dễ dàng hành đạo. Vào năm 2013, Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản chính thức được thành lập và hội trưởng chính là sư cô Thích Tâm Trí. 4 đạo tràng Kumagaya, Hamamatsu, Nagoya và Tokyo mở cửa cho người Việt Nam đến thắp hương vào dịp Tết Nguyên Đán, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan và rằm Trung Thu. Khóa tu một ngày an lạc cho cộng đồng cũng thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều bạn Việt Nam sống trong khu vực. Ngôi chùa có sư cô Tâm Trí dần trở thành một địa chỉ tin cậy và đã cứu mang biết bao nhiêu những người dân của Việt Nam tha hương cầu thực. Có những lần mà chúng tôi vẫn còn nhớ, thì nửa đêm có tầm khoảng 12 giờ, 1 giờ khuya đã lên giường nằm ngủ rồi, thì có những bạn gọi điện thoại tới nói: sư phụ ơi, con bị trễ tàu, giờ con không có tiền đi về nhà, thành tự sư phụ cho con trọ qua đêm. Thì lúc đó chúng tôi cũng rất là canh cánh, tại một cái ngôi chùa to như vậy mà mình trả lời là không được thì nó cũng trái với lòng mình, thành thử ra lúc nào cũng tiếp nhận những cái người ở qua đêm như vậy, và dần dần trở thành một cái địa chỉ tin cậy cho cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản của chúng ta. Đại dịch Covid-19 đã kéo dài suốt 2 năm, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã tăng đến 450.000 người, trong đó không ít bạn thất nghiệp, không đủ tiền thuê nhà và trang trải cuộc sống. Nhiều trường hợp hết visa mà không về nước được.
và mái chùa Đại Ân Honjo trở thành mái nhà chung cho những người con Việt lúc khó khăn. Sư cô Tâm Trí cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản với tất cả các hội đoàn mở ra chương trình Món quà chia sẻ yêu thương với 5 mô hình: phát lương thực, thực phẩm, tư vấn nhân đạo, trấn an tinh thần, cầu vong, cầu siêu cho những người không may tử vong tại Nhật Bản, tiếp nhận đưa về chùa và mở ra 3 khu nhà ở cộng đồng để cho các bạn có nơi nương tựa, và lên danh sách ưu tiên cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đưa các công dân của chúng ta sớm trở về nước an toàn. Từ động đất sóng thần cho tới giờ thì cái vai trò trách nhiệm cũng như là cái cử chỉ hành động của chúng tôi, dân thân ở trong cộng đồng, những việc làm như vậy thì ai ai cũng đã biết đến rồi. Thì sau cái vấn đề mà chương trình Món quà chia sẻ yêu thương chúng tôi kêu gọi lên thì không chỉ cộng đồng người Việt mà còn là cộng đồng người Nhật Bản, người thì gạo, người thì thóc, người thì mắm muối v.v. để cùng chia sẻ với nhau. Số lương thực, thực phẩm nhà chùa quyên góp được trong mùa dịch là những con số biết nói, cho chúng ta thấy tình cảm tương thân, tương ái giữa con người với con người. Nhà chùa đã phát đi hơn 170 tấn gạo và 7.000 thùng mì, hàng ngàn tấn lương thực khô, cho đi hơn 60.000 suất lương thực và đưa về chùa, trấn an, nghỉ ngơi, đợi về nước hơn 2.000 trường hợp. Mình có đọc bài thơ đó, chung tay chia sẻ khiêm nhường, của tiền gạo muối căn đường sẻ chia, cùng nhau góp sức ai ơi, cửa chùa rộng mở là nơi trở về đó. Mình rất là cảm động, mọi người có khi là gửi luôn cả cái nắp khinh, rồi là giấy toilet, rồi giấy tiết siêu, đây là của mọi người hết chứ không phải chùa mua đâu. Năm ngoái Nhật Bản là cái số lượng người nhiễm lên rất là cao. Vào cái thời điểm đó mà ở nhà chùa hiện tại là 60-70 con người nằm ngủ coi như là xếp lớp ở chính điện này, rồi hai bên hành lang ở hai phòng, hai bên dãy phòng, rồi xuống ở dưới là tấp lều Mông Cổ nữa. Mà lúc bây giờ là không có một ai bị nhiễm cả. Đó là một cái sự mà phải nói là nhiễm màu rất là lớn. Cái đây là gạo ví dụ như khoảng 2 kg, nó từng bao vậy đó. Mấy này vẫn còn từ năm ngoái nè, đó. Cái này là chưa đi xay. Hồi năm ngoái là nguyên cả giảng đường đây toàn là thức ăn, lương thực, thực phẩm thôi. Hầu như là mình đang nuôi mấy bạn ở chùa, thì mấy bạn đó cùng với mình tự phân phát với nhau. Dạ, thì khi nào mà thiếu người thì mình sẽ kêu gọi mọi người về. Chẳng hạn như bên đây còn một tấn gạo nữa nè. Thì là sau Tết xong cái là mình sẽ nói mấy bạn phân chia ra là để chia mỗi người 5 kg. Đó. Khi nào có lương thực mà người cung cấp là nhà chùa sẽ chia liền ra. Trong những tháng ngày chiến đấu với đại dịch Covid, vẫn có những câu chuyện buồn, những mất mát không thể nào bù đắp được. Có những cái câu chuyện cảm động mà phải nói là chúng tôi cũng lực bất tòng tâm, cho nên nó mới xảy ra được một cái sự cố khá là bi đát. Bạn Nguyễn Thị Nhung không có công ăn việc làm, hiện tại thì có 2 đứa cháu nhỏ ở nhà, cũng rất là lo sợ nếu như mà mình bị nhiễm ở đất nước Nhật Bản này thì không có ai chăm sóc, cho nên là bạn Nhung quyết định là về nước. Tối thứ năm vẫn còn nói chuyện và chỉ dẫn cho bạn cách đường đi lên chùa như thế nào. Thì không may chiều ngày thứ sáu đó gặp ra một cái sự cố, đó là tai nạn giao thông. Còn bạn Nhung bị xuất huyết não, đưa lên bệnh viện ở Gunma. Và chỉ sau 2 ngày là bạn Nhung mất luôn. Liên lạc với gia đình thì 2 đứa con nhỏ của bạn khóc òa cả ra. Chúng tôi hỏi thiêu xong đưa bạn Nhung về chùa. Chúng tôi mở ra cái hành lý của bạn Nhung ra, thì ở trong đó thấy có 2 quyển tập, rồi một cuốn sổ du trồ. Thì bạn biết được rằng là chúng tôi lật đi lật mãi cái quyển tập của bạn Nhung. Bạn biết rằng bạn Nhung viết gì ở trong đó không? Bạn Nhung viết kinh, chép kinh Địa Tạng, rồi kinh Vu Lan. Rồi lật mãi những cái trang sau, bạn Nhung ghi những cái lời cầu nguyện của mình vào ở trong 2 quyển tập này. Thì chúng tôi vừa lật và nước mắt cứ òa cả ra. Và khi mà lật từng trang như vậy mới cảm nhận được cái sự mà thành tâm thành ý của bạn Nhung với cái lời văn viết rất là chỉnh chu,
rồi là từng câu từng chữ nề nếp đâu vào đó. Chúng tôi đủ thấu hiểu được rằng là trong cái thế gian này mấy bạn gặp những cái hoàn cảnh khó khăn đau khổ thì không biết làm cách nào để giải tỏa nỗi khổ niềm đau của mình, thì chỉ có bằng cách là dựa bề trên, dựa vào kinh kệ để mà trấn an tinh thần. Bạn Nhung này muốn lên chùa mà chưa kịp lên đã bị xảy ra cái tai nạn giao thông như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng phải chi chúng tôi đưa bạn về chùa sớm thì chắc chắn bạn sẽ không xảy ra cái sự cố như vậy. Đó chính là cái trăn trở của chúng tôi, cũng như là cái nỗi bất an của chúng tôi. Cho nên trong 2 năm qua chúng tôi cố gắng làm sao nói với tất cả các sư cô trong chùa, làm sao chúng ta không để sót được những bạn nào mà khi đang cầu cứu thì chúng ta phải giang tay, dù cho đêm sớm hôm khuya khoắt, cũng phải nhanh chóng kịp thời để giúp đỡ cho các bạn đó. Chị mong sao là mọi người kết nối yêu thương, gạch nối những cái tình thương, bởi vì chúng ta xa xứ quen người. Chúng tôi mong rằng chúng ta ráng cố gắng đoàn kết, chia sẻ yêu thương để xây dựng một cộng đồng càng ngày càng lớn mạnh. Mong sao các bạn trẻ chúng ta có một cái định hướng tương lai và biết được cái gì đúng, cái gì sai để chọn lựa được tương lai của mình. Có những bạn thì sống rất là bình dị ấm êm, nhưng mà vì cái sự dụ dỗ của bạn bè, sự dụ dỗ của những người bên cạnh mà đã lao vào những cái tù tội lao lý như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng cần nhất cái điều đó là cái sự mà hiểu và thương, và chúng ta phải biết chia sẻ gần gũi và càng ngày càng coi như là thắp lên một cái sự yêu thương để chúng ta đến với nhau bằng cái tình người trước. Và khi đến với nhau như vậy thì chỉ có tình người thôi, thì chúng ta sẽ xây dựng hạnh phúc, hòa bình, xây dựng được một xã hội của con người của chúng ta có một cái nền tảng, đó là chân thiện và mỹ. Chén trà nâng hai tay, chánh niệm dâng tràn đầy, thân và tâm an trú, bây giờ và ở đây. Xin mời chị dùng trà.